Sáng ngày 3 tháng 10, Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2023. Đến tham dự có đồng chí Trần Thị Tố Huyền, trưởng ban tổ chức thành ủy, đồng chí thượng tá Trần Văn Thao, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố, chủ trì hội nghị. Trong tháng 9 năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố đã quán triệt, cụ thể quá triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng luyện tập, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Vĩnh Châu đạt mục đích yêu cầu. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp quỹ chi bộ được giữ vững, các hoạt động dân vận đền ơn đáp nghĩa chính sách quân đội hậu phương quân đội đạt hiệu quả thiết thực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chánh đảm bảo kịp thời cho các nhiệm vụ, cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tháng 10 năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố lãnh đạo tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với công an biên phòng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lập kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị thực lực tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024, lãnh đạo chặt chẽ các hoạt động Tết quân dân năm 2024 tại phường Châu Phú B đúng theo tiến độ thời gian.